Mến chào cô chú anh chị và các em đã đến với kênh YouTube của Mây Xanh. Chúc cho mọi người xem video thật vui và thật nhiều năng lượng để cùng nhau làm việc nha. Đây, vườn của người bạn mình mới mới lấy. Vườn này thì chắc khoảng cỡ 5 năm nữa sẽ đẹp, 3 năm nữa thì sẽ sạch sẽ, sẽ ngăn nắp. Đó, mớ cây đưa quá trời luôn. Đất rộng rãi, trồng cây như vậy thì tha hồ. Vườn này là cái vườn mà anh bạn anh muốn nghỉ dưỡng ở đây đây. Cho nên bây giờ là mê cây mê cối, là trồng trồng tất cả các loại cây mà miền Nam Cali mình trồng được. Để rồi bây giờ mà có được miếng đất như vậy, mê cây mê cối đẹp đẽ. Khá ngăn nắp. Cái gì mà mình làm mới thì nói chung là nó được organize rõ ràng thì nó sẽ đẹp. Đó, mới xin được mulch này về nữa. Sau này sẽ dùng cái này để mà đặt gốc cây rồi giữ hơi ẩm sẽ tốt. Đẹp. Đó, ở trên này phần mà nó elevate chút xíu như vậy mới là phần trồng cây nè. Còn mặt này là cái mặt phẳng cũng khá rộng. Chúng ta để được cái hai cả mấy mà. Đó, rộng rãi như vậy là sẽ là xây nhà, xây khu chơi. Xung quanh là được khu rừng cho nên cũng yên tĩnh. Đất này mà ở được ở trong cái khu bô sa của mình thì chắc là hiếm người mà mua nổi. Như là tài tử vậy đó, hai ba cái red room đó là mình cái gọi là gì, chắc là bồ đó, cái giống mình đi camping á. Ngoài này cũng là của đất của nhà luôn, nhưng mà tại vì thành phố cần access cho nên là để thôi. Nên mai mốt ở ngoài này cũng trồng cây lai rai được, trồng ven đất đẹp quá, thẳng ha, đất này mà quá đẹp. Mấy cái cây này là cột đáy lại xong rồi làm cái kiểu làm ghế được nè, đẹp nè, cái dạng như này. Một đợt kêu con đi lên đây nè. Đó, ngăn nắp. Trời như vậy là khá ngăn nắp. Được một số cây cũng khá lớn rồi đó. Hằng này xuống 5 trời thôi là khỏe rồi. Cái dãy này là 5 nữa thôi là đẹp rồi. Năm nay là cây xuống cho nên là trái bị hái bỏ hết rồi. Để cho cây nó mau hồi sức. Khi mình đã chịu làm rồi là phải hy sinh thôi. Ủa, vợ chúng vẫn còn trái nè. Trái. Cái dãy ngoài này là trồng con cầu. Con cầu trồng cửa này là chắc nuôi chiều dài rồi. Tại vì con cầu mà trồng được nhiều như vậy là mai mốt là cũng có thể bán trái kiếm tiền nước được rồi. Đó, dậy. Ở ngoài này là bưởi. Đây là bưởi. Đây. Đó, dậy. Yeah.
Không, thằng này cái hồi ở nhà nó cũng đã bị vậy mà nó chưa, cái rễ nó chưa có đuôi. Không sao đâu, để nếu mà không ấy cắt xuống, cắt nó xuống dưới dưới cái. Dạ. Dạ. Nó hơi bị khô nước. Thấy rồi. Anh đi ngang cái trái đó mà đâu có biết sang được. Không ngăn nắp không? Trồng như vậy là ngăn nắp không? Hai đứa tôi về tôi xét bóp á. Nó chỉ mình trái to, lát mình về nó phải xét bóp mình với chị với cưng. Đúng rồi. Yep. Mấy cây này hả là đó, nước đầy đủ nè. Nước đầy đủ nè, lên nè. Đâu có. Cái hoa ấy thôi. Đó. Mấy thằng này là khi mà bị gió là phải có được tưới lá, tại vì không tưới lá nó dễ bị suy lá lắm, mà nó suy lá rồi là cũng đuối lắm. Cho nên hôm nay anh bạn phải xuống nè, nó nước đẫm như vậy nè. Đẫm như vậy nè, nhưng mà cái lá nó vẫn chưa có được mạnh nè. Thì hai lý do là một là nó khá mới mới trồng xuống có mấy tuần lễ. Thứ hai là tại vì bị ba bữa gió cho lá nó bị dehydrate đó. Nó bị hơi khô lá đó, cho nên là hôm nay phải xuống để mà tưới lá cho nó tỉnh cây đó. Những cái cây nó không có được tỉnh là cái lá nó như vậy nè, lá nó rũ xuống nè. Đó, còn những cái thằng nó khỏe là nó sẽ khác. Cũng lẹ chứ, từ mới lấy mà vườn như vậy là ngăn nắp rồi đó, gọn gàng rồi đó. À, mấy tháng mà như vậy là vô được khối cây rồi. Năm sau chưa đâu, năm sau mấy cái cây lớn này được, nhưng mà năm sau nữa mấy cái thằng nhỏ này sẽ không có nên để. Con cầu mẽ để mà giữ cho Scion nó giữ cho rootstock nó lớn rồi ghép xong. Cũng lẹ, mấy tháng trời mà làm được như vậy là cũng khá nhiều công sức. Cái này là nguyên khúc này là mãng cầu. Khúc này sẽ là xung hông, xung quanh là sẽ là bưởi. Đó, góc ngoài đó là bưởi. Chắc sẽ có một mớ ổi với nhãn nữa. Khá đẹp. Đẹp ngăn nắp. Quay lại hả? Năm trời qua là nó đẹp à? Đất như vậy á, đất như vậy là coi nó hơi trườn thiệt, nhưng mà coi như là phẳng rồi đúng không? Vậy là quá đẹp luôn á. Đi như vậy mấy cái miếng đất mà hồi trước mà mình đi á hả, đi lên đi xuống học bơ hả, thở học luôn. Lôi cây lên kìa, chậm xuống kìa. Ấy. Phải chịu thôi, ở bên đó là bưởi. Đẹp. Đẹp. Khoát đít thả xuống, ừ. Dễ mà, mấy cái vụ này thì mấy cái dạng này thì dạng thường mà. Nó tỉnh lại à, không sao đâu. Thì nào nó chết tỉnh xong. Khỏe mà. Mình bây giờ mình nó chết là mình build cái mới. Không, gọn gàng. Mà chết 1-2 cây là cái nhỏ luôn. Đúng rồi. Là cho nó đi luôn chứ không chút.
nhiều quá là nó vậy. Bây giờ tại vì thành vườn là vậy rồi. Ngăn nắp á, ngăn nắp á. No. Ồ, oh, không, không thể nào. Coi như vậy không thể nào. Sau gió cây thường bị ngăn nắp. Mốt xây cái chòi đây nữa là lên nhậu được rồi. Cái lịch đúng không? Đó không có một luôn. Lịch mà sao đâu, xếp lịch thì Đài Loan là ở Đài Loan kia thôi. Đang trắng không đó kêu là ở donut á, giờ nay kêu là ở donut. À. Nguyên cái vườn này nó bằng như vậy nhưng mà chỉ được một cái chỗ hiện tại chỗ này để lúc nắng thôi. Mốt là chủ nhân sẽ trồng thêm nhãn ở ngoài, viền sẽ trồng thêm cây nữa. Đẹp, nói chung miếng đất này rất là thích, rất là mê cái miếng đất này.